Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha và Slovakia sẽ gặp nhau vào 23 giờ đêm nay, ngày 23 tháng 6. Sự trở lại của Bò Tót sẽ như thế nào? Người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đang rất thất vọng khi mà thầy trò Luis Enrique chưa có được chiến thắng nào ở vòng chung kết Euro 2020 và đụng độ với Slovakia là cơ hội rất tốt để cho Bò Tót giành chiến thắng, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Đội tuyển Tây Ban Nha chưa chứng tỏ được khả năng của mình, được đánh giá cao nhất bảng E vòng chung kết Euro 2020, nhưng sau hai lượt thi đấu, những gì Tây Ban Nha để lại và thể hiện chỉ là sự thất vọng mà thôi. Ở lượt trận đầu tiên, La Joya đã để Thụy Điển cầm hòa với tỷ số là 0-0. Đó là trận đấu mà họ áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Đến trận đấu thứ hai với Ba Lan, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát tốt thế trận, họ cũng đã tạo ra vô số cơ hội rõ ràng. Alvaro Matara đã giúp cho Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước, song việc phung phí cơ hội khiến cho thầy trò Luis Enrique để cho đối thủ gỡ hòa 1-1. Sau đó đội chủ nhà được hưởng 11m nhưng Giza Marino đã đá hỏng. Marata lao vào đá bồi nhưng cũng không thành bàn. Như vậy là sau hai lượt trận đầu tiên ở bảng E, Tây Ban Nha đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ với 2 điểm sau 2 trận, kém đội đầu bảng Thụy Điển 2 điểm, ít hơn 1 điểm so với Slovakia, đội xếp thứ 2. Ở thời điểm hiện tại, những gì mà Tây Ban Nha gây ấn tượng chỉ là tỷ lệ kiểm soát bóng. Vấn đề lớn nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique không thể chuyển hóa thế trận áp đảo mà họ tạo ra những bàn thắng. La Joya thiếu một ngôi sao xoay chuyển cục diện trận đấu. Alvaro Morata là người ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha ở Euro 2020, song thực tế đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trong khi đó thì Guerra, Mojeno, Ferran Torres, Dani Mono hay là Peri đều chưa chứng tỏ được khả năng của mình. Tính ra thì Tây Ban Nha bất bại trong 5 trận gần đây nhưng có tới 3 trận hòa, trong đó 2 lần không ghi được bàn thắng. Ở lượt trận cuối cùng của bảng E, Tây Ban Nha sẽ có cuộc đối đầu với Slovakia, đội bóng đang xếp ngay trên họ. Nếu không thể giành 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì Slovakia, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận dừng cuộc chơi sớm ngay trên chính sân nhà của mình. Trong những lần đụng độ gần đây, kết quả đang đứng về phía Tây Ban Nha, đội bóng xứ sở Bò Tót thắng 3, hòa 1 và chỉ phải nhận duy nhất một thất bại. Trước trận đấu, các ngôi sao của La Joya tỏ ra khá là quyết tâm. Hậu vệ Kesa Ampituda tuyên bố rằng rõ ràng là chúng tôi chơi bóng quá tốt trước Thụy Điển và Ba Lan, nhưng bây giờ phải nỗ lực hết sức trước Slovakia. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và trận đấu gặp Slovakia giống như một trận đấu loại trực tiếp. Toàn đội đã sẵn sàng để giành chiến thắng đầu tiên tại Euro năm nay. Nhận định Slovakia với Tây Ban Nha nghiêng hẳn về phía Alvaro Motara, nhưng lợi thế sân nhà cùng với khát khao giành 3 điểm không thể bất ngờ nếu như Tây Ban Nha chơi tấn công ngay từ đầu. Nhưng có một số vị trí nhất bảng sẽ giúp cho họ phải đụng độ với đội xếp thứ 3 ở các bảng A, B, C và D. Nhưng xếp thứ 2 thì họ phải đụng độ với đội tuyển Anh, đội bóng dẫn đầu ở bảng D. Thưa quý vị và các bạn, cần một phép màu để Slovakia giành điểm phải không ạ? Bất ngờ đã diễn ra ở trận đấu đầu tiên của bảng D. Theo đó thì Slovakia dù bị đánh giá thấp hơn đã đánh bại Ba Lan với tỷ số là 2-1. Đó là trận đấu mà thầy trò Stefan Tarkovic bị đối thủ dồn ép, nhưng họ đã tận dụng tốt những cơ hội để giành được 3 điểm. Đến trận đấu thứ 2 ở vòng bảng, Slovakia dù chơi kiên cường nhưng vẫn để thua Thụy Điển với tỷ số là 0-1. Với 3 điểm sau 2 trận, Slovakia đang xếp thứ 2 ở bảng E. Họ kém 1 điểm so với đội bóng đầu bảng là Thụy Điển và hơn 1 điểm so với Tây Ban Nha, đội đang xếp thứ 3. Với số điểm hiện tại thì Slovakia chỉ cần một trận hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha là chắc chắn đi tiếp với một trong hai vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Stefan Tarkovic nói rằng ông và các học trò cần một điều kỳ diệu trước Tây Ban Nha để giành quyền đi tiếp. Làm khách trên sân của Tây Ban Nha, chắc chắn Slovakia sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công giống như những gì Ba Lan đã làm ở lượt trận thứ 2 và có được kết quả hòa 1-1. Tuy nhiên, khi mà đội bóng xứ sở Bò Tót đang ở thế chân tường,
cơ hội để đội khách giành điểm là không cao. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là nhận định của chúng tôi trước khi trận đấu này diễn ra. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này và gửi tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhận định cũng như là dự đoán kết quả tỷ số này như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, tỷ số của trận đấu này ra làm sao? Nghiêng về đội nào? Quý vị và các bạn đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía dưới quý vị nhá. Quý vị ơi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như là để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.